Công tố viên Pháp ngày 26 tháng 3 đã công bố thông tin giải mã từ hộp đen chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings bị rơi, cho thấy chính viên cơ phó đã đâm máy bay xuống dãy Alper. Chuyến bay 4U9525 khởi hành từ Barcelona đi Düsseldorf lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 3, chở theo 144 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn. Máy bay vượt qua Địa Trung Hải ở độ cao 10.000 mét lúc 10 giờ 22 phút. Đến 10 giờ 30 phút, Trung tâm Không lưu ghi nhận máy bay ở độ cao 11.400 mét tại không phận Bandol và yêu cầu phi công giữ nguyên độ cao. Lúc 10 giờ 31 phút, máy bay bắt đầu thay đổi độ cao mà không được sự đồng ý của Không lưu. Trung tâm đã bắt liên lạc nhưng không có trả lời. Vào 10 giờ 40 phút, máy bay ở độ cao chỉ 2.000 mét và biến mất khỏi màn hình radar. Thông tin từ hộp đen cho thấy, sau khi cơ trưởng rời buồng lái đi vệ sinh, cơ phó Andreas Lubit khóa cửa rồi cho chiếc máy bay hạ độ cao xuống còn 1.500 mét và va vào núi. Những mảnh vỡ của máy bay văng xa trong bán kính 4 hectare. Toàn bộ 150 người trên máy bay đều thiệt mạng.